Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người hướng dẫn cách chơi end, tips chơi cũng như là cam ghế nha. Bảng này là thành tích đầu mùa của mình, đó mình top 30 á, nhưng mà hiện giờ mạng của mình binh toàn 300 không à, cho nên mình phải nghỉ chờ sửa mạng một thời gian. Những cái tip sau thì sẽ dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, cho nên mọi người hãy tập trong quickmat trước khi đem vô rank nha. Đối với Persona thì mình sẽ ưu tiên bảng 6, 12 cộng với lại Tele. Trong đó điểm đốt ghế mình lên luôn 3 điểm. Điểm này khi mình kéo mèo và stun á, thì mình có thể cam được quá nửa luôn. Và một điểm lên nhánh hồi đòn khi có sọc trên ghế. Điểm này sẽ giúp cho mình double down được Mercenary hoặc đánh gục luôn những sọc chỉ có khả năng 2 máu thôi. Nếu mà bạn nào tự tin về cửa sổ thì mình có thể bỏ điểm cửa sổ và vô điểm hồi đòn khi có sập trên ghế. Nhưng mà đối với mình thì mình quyết định lên cái điểm này tại vì một số cái map như là nhà xưởng á, cái góc nhảy của cái cửa sổ nó không có được tốt, cho nên mình sẽ lên nhánh cửa sổ để tránh bị bully luôn. Bảng thứ hai này thì mình đã từng sử dụng trong rank rồi. Bảng này là bảng 36 có đổi phép. Đầu game mình sẽ mang theo Blink và cuối game mình đổi Tele hoặc là phá máy. Bảng này mình dùng qua một thời gian thấy nó không có mạnh bảng đầu, cho nên mình recommend bảng đầu cho các bạn nha. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu về bộ skill. Lý do mà mình main AN á, tại vì bộ skill của AN rất là đơn giản, chỉ có thả mèo, tách mèo, nổ mèo và nhảy thôi. Đầu tiên là bạn ấn thả mèo, sau đó ấn thêm một lần nữa để tách mèo ra. Nếu như bạn không ấn tách mèo thì mèo sẽ tự động tách trong vòng 5 giây. Nếu như mà bạn thả mèo trượt đó thì các bạn có thể nhảy lên cái hướng mèo để mình giảm khoảng cách với survival, hoặc là ấn hủy mèo lập tức luôn để mình hồi mèo nhanh hơn. Khi mà mình thả mèo ra hoặc là tách mèo ra thì những survival ở gần đó sẽ được highlight lên giúp cho mình thả chính xác hơn. Lý do mà mình mang 3 điểm phá ván á, tại vì khi mà sập bị stun bởi mèo mà An phá ván xong thì mình vẫn có thời gian để đánh được sập. Khi mà mình mở được skill 1 á, cho dù mình có thả mèo hơi dơ một tí nhưng mà mọi người cũng có thể cắm cái cọc về chặn đầu của sập để con mèo nó nhảy trúng sập, hoặc là cắm cọc những cái chỗ mà sập khai quanh ván á. Khai an mọi người không có nên khai chung quanh một chỗ ván hoài nha. Khi mà full skill á, thì mọi người có thể nhảy được tối đa là 3 lần. Sao mình nói là 3 lần? Tại vì skill ghi có 2 lần thôi. Thì như mọi người thấy trong video nè, mình sẽ nhảy liên tiếp được 2 lần theo cùng một hướng, hoặc là hai hướng riêng, nhảy đông nhảy tây gì đó. Sau đó mọi người hãy canh cắm cọc về. Và sau khi mèo chạy về thì mình sẽ có thời gian hồi thêm một lần nhảy nữa. Và như mọi người cũng đã thấy á, cái vòng của mèo sẽ bự hơn. Tiếp theo là nổ mèo. Khi mà An ấn nút nổ mèo thì sập bị dính mèo hoặc đứng gần vòng tím, tức là bạn chưa có bị dính con mèo đó nhưng mà bạn đứng gần nó thôi, thì bạn cũng vẫn sẽ bị khóa skill nha. Nổ mèo sẽ khóa skill sập, sập sẽ không sử dụng được skill, không decode cũng như heal được trong vòng 10 giây, nhưng vẫn tương tác được với đồ vật, có nghĩa là vẫn có thể thả pallet hoặc là nhảy cửa sổ. Tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn cách khi mấy bạn gặp phải hương sư nè, đào vàng hoặc là nhà tiên tri. Cho nó đào vàng là người mình không bao giờ muốn gặp nhất. Có một thời gian mình đi rank mình toàn ban nô tông không luôn á. Đối với hương sư thì mình hay dùng hai cách. Cách đầu tiên là bạn thả mèo trúng hương sư luôn, sau đó nhảy lên vòng tím luôn và không đánh nha. Mọi người chờ một chút cho nước hoa của hương sư hết hiệu lực, sau đó đánh. Cách thứ hai thì mọi người sẽ thả mèo trúng hương sư, sau đó đi bộ tới và ấn nút nổ mèo. Khi mà hương sư bị khóa skill thì các bạn có thể đánh hương sư được. Tiếp theo là đào vàng, ác mộng của An đó. Khi mà bạn thả mèo và khóa skill của nô tông, nhưng những cái nam châm mà nô tông đã ném ra rồi vẫn có hiệu lực nha. Đầu tiên các bạn thả mèo trúng vào nô tông và nam châm mà nô tông đã ném ra, quyết định là nam châm hút các bạn vô ván đó, sau đó sập ván như vậy đó.
thì bạn phải ngay lập tức nhảy xuyên qua cái ván đó luôn, thì bạn có thể đánh được nô tông một hit. Còn lại nếu nô tông quyết định kéo các bạn vào tường cao hoặc là các vật khác á, thì mọi người, mình nghĩ là mọi người nên bỏ nô tông đi, đừng có dí đầu game, tại vì dí nhiều khi 4 hit 5 máy luôn á. Tiếp theo, nếu 500 mà nô tông quyết định là 500 đẩy á, thì chúc mừng mọi người, cái này dễ nè. Mọi người thả mèo chúng, sau đó đi bộ tới, không nhảy nha. Khi bạn nhảy sẽ bị đẩy ra đó, mọi người hãy đi bộ tới. Khi mà 500 đang hình thành liên kết á, mọi người lập tức xoay người tách ra, sau đó nhảy lên và đánh bình thường. Tiếp theo là nhà tiên tri. Team mà có nhà tiên tri rất là khó chịu, vì nhiều khi Discord call báo vị trí, hoặc là khi mấy bạn thả mèo chúng rồi, nghĩ là ăn được rồi đó, xong tiên tri buff cho thêm con cú, lại phải chờ hồi mèo nữa mới đánh được sọc đó. Cách đối phó với tiên tri như sau. Đầu tiên thì bạn cứ thả mèo chúng đánh một hit. Sau khi mà bạn đánh hit đầu xong á, thì cú của tiên tri cũng đã về rồi. Mọi người thả thêm con mèo nữa. Nếu mà trúng được, mọi người đánh lập tức con cú đó ngay, không để cho tiên tri câu thêm thời gian, lập tức đánh ngay. Sau khi bạn đánh xong thì cũng là lúc mở được skill 1. Mọi người hãy cắm cọc ép tiên tri vô và đánh hit thứ 3. Đó, mọi người thấy không? Khi mà mèo về thì cái vòng nó sẽ to hơn, khó né hơn. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách cam ghế. Thường thường mình sẽ cam theo 3 cách. Thứ nhất là thả mèo không trúng sọc. Thứ hai là thả mèo trúng sọc nhưng chỉ mới mở skill 1 thôi. Thứ ba là thả trúng nhưng mở full skill. Thì đầu tiên là mình sẽ thả không có trúng sọc trước. Lý do là khi mình cắm cái cọc về, hai con mèo sẽ stun thời gian lâu hơn. Cách cam như sau. Khi mọi người để ý thấy có cái tai á, là sập cách mình 36m, lúc đó mọi người đếm sau 1 đến 2 giây là bắt đầu thả mèo ra. Và khi sập tiến gần tới ghế, cắm cái cọc về. Khi con mèo gần về ghế bắt đầu đánh sập, thì sập sẽ bị stun lại trước khi cứu được người ngồi trên ghế. Cách này mình sẽ double down được hai người. Ưu tiên đánh vào rescue khi đi cứu 2 hit, sau đó bạn sẽ dí người mới được cứu trên ghế xong. Cách thứ hai là mọi người mở được skill 1 và thả mèo trúng rescue đang trên đường tới cứu, thì mọi người lập tức cắm cái cọc về ghế, để nữa mình nhảy về ghế mình cam. Nếu mà mèo về theo một đường thẳng như trong clip của mình thì mọi người phải né cái vòng tròn thứ hai ra, đi bộ tới, đánh rescue một hit, sau đó nhảy về cam ghế. Khi các bạn nhảy về ghế thì có khả năng là Mercenary đã cứu được sụp ngồi trên ghế rồi, lúc này mình vẫn ưu tiên đánh vào Mercenary. Cách cam thứ 3 là bạn đã full skill rồi. Cách này bạn nên hướng tới việc cam xa. Mọi người sẽ thả mèo trúng survival, sau đó nhảy lên đánh một hit và nhảy về ghế đánh hit thứ 2. Trong clip này mình dùng Doctor, tại vì sau khi Doctor ăn hit sẽ được bóp tóc, nhưng mà mình nhảy vẫn nhanh hơn khi Doctor chạy tới cứu. Tiếp theo là cam hầm. Ngoài việc bạn cam ở dưới hầm á, mình thả mèo rồi cắm cọc và bình thường, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách cam ở trên đầu hầm luôn. Mọi người canh sập tới, thả mèo, sau đó cắm cái cọc ngay giữa cầu thang luôn nha. Cắm cọc ngay giữa cầu thang. Một là sẽ cam được quá nữa. Hai, nếu sập quyết định đi xuống cứu á, vẫn sẽ bị stun bởi con mèo, mình sẽ nhảy xuống đánh để hủy hồi chiêu. Mặc nếu như survival tới cứu là mercenary, bắn găng xuống hầm vẫn bị stun lại nha mọi người. Sau đây là một số lưu ý với lại một số survival nếu bạn gặp An nè. Đầu tiên là ma thuật sư. Khi mà An đã thả mèo trúng bạn rồi á, thì bạn hãy giữ hết cái gậy tàng hình lại, tại vì cái này không có tác dụng gì đối với An hết. An vẫn sẽ thấy bạn đi hướng nào nếu bạn dùng gậy tàng hình. Nếu như bạn cảm thấy nếu như bạn cảm thấy né mèo không được tốt á, thì dùng luôn gậy tàng hình khi mà An thả mèo. Tại vì khi bạn dùng gậy tàng hình á, con mèo nó sẽ không có highlight được vị trí của bạn lên. Tương tự như với thuyền phó nè, mọi người thấy không? Chúng mèo lắc đồng hồ, An vẫn thấy được cái ảo ảnh của bạn đang đi đâu. Và khi các bạn sử dụng đồng hồ khi mà An thả mèo á, thì mèo vẫn không thể highlight được vị trí của bạn. Còn về ghét mộ, khi mấy bạn bị trúng mèo á, lập tức đào xuống nha. Mấy bạn mà không đào xuống, An nhảy lên ngay khúc mà bạn đào á, sẽ hủy cái chiêu đào đất của bạn luôn.
Đối với mình á, nếu mình gặp gác mộ đầu game á, thì mình sẽ bỏ luôn. Tại vì dưới gác mộ không có lời. Khi gác mộ đào xuống rồi á, mình thả mèo thì con mèo nó cũng sẽ không có stun được gác mộ. Cho nên mọi người nên bỏ đi, dí người khác. Đối với một số bạn gặp lính đánh thuê đầu game á, mà muốn ăn mặn nữa nha, thì mọi người cứ thả mèo. Nếu không trúng lập tức bỏ đi. Nếu trúng mọi người có thể nhảy lên. Khi bạn nhìn thấy Mercury chuẩn bị bật găng vô tường hoặc là vật á, thì mọi người lập tức ấn hủy skill, ấn nổ mèo đó. Thì mọi người cứ đi tới và đánh một hit như bình thường, sau đó kiếm sập khác nha. Ok, sau đây là một trận rank 5 năm của mình. Nếu mọi người thấy hay có thể cho mình xem một nút đăng ký kênh và chia sẻ cái video này đến một số bạn mà chuẩn bị main an. Hoặc là nếu mà bạn có bổ sung thêm gì thì cứ comment bên dưới, mình sẽ đọc hết nha. Trận này thì mấy bạn nó pick 2 decoder luôn, vừa mù vừa thợ máy. Mà giờ mình không tìm được một trong hai bạn đó có ghi game thua nè. Vẫn có tai vòng vòng đây nè, để mình thả mèo check thử. À đây robot. Vậy là thợ máy mới thả, chắc chạy qua bên nhà gỗ quá. Khi mà bạn đánh robot đó, thì sẽ hiện vị trí của thợ máy. Mình bị dông nãy giờ, chắc mù cũng được gần xong máy rồi á. Hồi lúc trước mà mình mới tập chơi an á, kiểu vậy là mình thấy hoang mang lắm rồi á, sợ thua lắm rồi á. Mà giờ thua thấy cũng bình thường à. Chơi nhiều riết thấy thắng thua cũng bình thường. Đây nè, sức mạnh của nhánh phá ván nè. Survival vẫn còn bị stun mấy bạn thấy không? Đây mình thả mèo hơi dơ nhưng mà không sao. Mấy bạn mở skill rồi cứ cắm cọc về là chắc chắn stun được sọt à. Đây đúng rồi nè. Nếu mấy bạn đi cứu người mà An là hunter, mấy bạn phải đi cứu sớm nha. Ví dụ sọt vừa gục hoặc là vừa lên ghế là phải chạy đi cứu liền. Khi mà mấy bạn cứu sớm á, thì sẽ ép An thả được mèo. Còn mà để ghế 30 40 mới đi á, có thể mèo stun quá nữa luôn nha. Đây mình bắt bạn này luôn tại vì thợ máy có cứu rồi. Mình sẽ dí tiếp theo thợ máy để ép tiên tri hoặc là mù bỏ máy đi cứu người. Khi mà max shield rồi, các bạn cứ canh nhảy lên 2 lần là được. Còn ví dụ bạn là thợ máy á, khi mà dính mèo đừng cố gắng bỏ robot ra body lock nha. Tại vì người bị stun á, chắc chắn sẽ là bạn. Mấy bạn cứ giữ robot lại, cho dù có bay màu trên ghế á, thì đồng đội có thể nhặt được robot đó và decode tiếp. Nhưng mà đối với team này thì không ai có thể nhặt được. Đây mình cam theo cách thứ ba nè, cam xa max shield. Sau khi chúng sập rồi bạn cứ canh cắm cọc về sau đó nhảy lên đánh. Đó, nhảy lên stun xong đánh nhưng mà đừng đánh dơ như mình nha, đánh phải trúng. Tiếp theo là nhảy về cam. Đây mình thả mèo bị non nè, mình cắm cọc. Không trúng mấy bạn vẫn nhảy lên để giảm khoảng cách với sập nha. Cái ván này là cái ván chết nè, bạn lật là coi như bạn tự nhốt mình luôn á. Hai bạn ở đây bully rồi sao mình mù cân kịp hai máy. Đây tiên tri búp cuối mình bắt buộc phải đánh, nhưng mà nếu các bạn
có mèo á, thả mèo stun sau đó xách liền vị trí của thợ máy nha. Đây đã mình treo tiên tri luôn, team còn ba người kia giặt dẹo nữa máu hết. Đây bạn này mất tự dạy này. Không cứu được. Này mình thấy bạn mù ló cái đầu ra, nhìn như cây nấm dễ thương ghê á. Ví dụ như mà sập sửa máy gần đó, mấy bạn có thể thả mèo sau đó làm nổ mèo để sập không có sửa máy được trong vòng 10 giây. Hai bạn kia chắc hiến tiên tri luôn, thôi để mình tê lê qua. Rồi stun. Léo quá, léo, léo. Kiểu lâu mình ấn nó không có trúng hay sao á. Bạn mù hết chạy được rồi. Trời vậy mà không trúng á. How? Lần này là chắc chắn chết nè. Hai bạn kia chắc đi heal cho nhau rồi, để mình treo mù luôn. Ủa bên team mình thoát được có một người à, vậy mình phải giết 4 có thua à, hòa chứ. Nhìn vậy chắc hiến luôn rồi á. Nãy thợ máy xuống đây hiêu cho người đánh bóng chắc ở dưới đây hoặc là ở trên kia. Rồi đây không có tai, vậy là máy trên kia chắc chắn luôn á. Đó đúng luôn, để mình thả mèo chết nè. À đây nước hoa nè, mọi người cắm về sẽ stun được vị trí của thợ máy. Nước hoa vừa hết mọi người đánh được rồi. Đây để mình dí bạn. Sau đó mình sẽ tele về cái máy này, bắt vị trí của thợ máy. Tại vì người đánh bóng hết tự dạy rồi. Cái ping mình nó hơi cao cho nên hành động nó hay bị giật giật á. Ngay vừa kịp lúc thợ máy dậy luôn. Mèo mình chưa có kịp hồi. Trời ơi nước hoa mà vừa găng tay luôn. Tại bạn kia cũng hết tự dạy rồi cho nên mình ráng bắt bạn thầy nữa là tháng 4 á. Đây nè, Kayan mà vòng vòng một chỗ này là bạn chết á. Bạn này lên ghế lần nữa là chết nè. À khoan, có khi nào bạn kia bò ra hầm rồi không? Để mình check cái hầm đây thử. Hai bạn đã hết tự dậy surrender cho rồi đi trời. Hà hẳm đây nè.
Ok, gameplay tới đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.